Vâng, sách bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn ngắm tiếp một số những tác phẩm bonsai mini tầm nhỏ. Rất đẹp. Những tác phẩm đẹp quý mà đều như này chỉ có ở trong triển lãm mà thôi các bạn ạ. Vâng, một cây xanh mang phong cách trường phái quốc tế, bông tản tự nhiên. Cây có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ hai người khiêng thôi các bạn. Rất đẹp. Gốc bổ ngoan chỉ. Duối. Một cây duối mang phong cách cụm rừng. Đúng cụm rừng các bạn. Đẹp quá. Chú thấy cây thế nào có được không? Xanh tàn thiên nhiên đẹp. Tàn tự nhiên, phong cách quốc tế đấy nhỉ? Quốc tế đúng không? Đúng rồi. Tuyệt vời đấy. Cây này đẹp này. Cụm rừng. Duối rồi, rất giá trị. Thế và đây là một cây dáng siêu các bạn, một cây xanh trực siêu. Mini. Một người B. Mai chiếu thủy. Những cây xanh nhỏ các bạn, một người B. Rất đẹp. Và đây là cây sung. Sung giáng lão. Xanh cổ, cưỡi trên mình một chú voi ma mút qua nhà hòa taxi các bạn. Ngũ gia bì. Và đây là một cây si. Si này si Nhật các bạn. Không quanh hóa taxi. Đẹp quá, một tác phẩm cây sổ. Cây của ai đây? Khá tuyệt vời. À, của anh Tụ. An Độc Viên. Cục bổ ngoại trẻ. Sạch sẽ, mini. Cây xanh này đẹp quá các bạn. Bé tí tẹo tẹo, hơn một gang tay. Số điện thoại mở quá. Rất xinh, những tác phẩm đẹp nghĩ như này các bạn. Nhìn phê chưa? Một cây phê hai người B. Rất đẹp. Dáng siêu của anh Nguyễn Ngọc Hùng. Đi nhập Hà Nội. Thank you.
thay lúa, thay hóa cây trầm cổ vũ phúc. Vào đây cũng rất nhiều. Những tác phẩm bonsai rất đồng đều các bạn ạ. Khoa tài rõ ràng tại lễ hội đền Đô. Ngoài kia là những tiếng loa quảng cáo chương trình của các chương trình ca múa nhạc của các đoàn xiếc, hơi ồn ào một chút nhưng không sao các bạn ạ. Chúng ta vẫn có thể tập trung vào chuyên môn được để ngắm tác phẩm nghệ thuật. Ở đây có một đôi xanh bonsai rất đẹp, rất già. Có lẽ là của một chủ nhân. Xinh quá, xanh này xanh quê các bạn nhé. Có lẽ là quê. Cho mình nhìn rất phê. Tác phẩm trong suốt như này thì cũng không hề đơn giản chút là đấy, một cây xanh giá trực cổ các bạn nhìn cảm giác độ già độ nhũ về chưa. Mini bonsai đẹp thế này. Một phong cách rất độc đáo. Một sáng tạo rất là hay. Chủ nhân không biết là của ai mà hết rồi. Quá trình do mưa các bạn. Đúng rồi. Tác phẩm. Rất đẹp. Đấy, mini như thế này mà chứa thủy. Đẹp quá. Đây này. Mà chứa thủy, lá nhỏ các bạn. Hoa đang thơm. Rất nhiều và rất nhiều. Và đã xách video xin được xuống tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn quý vị và các bạn vào video tiếp theo.